Chào em ạ. Dạ, Tí kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Dạ, hôm nay đó thì Tí xin giới thiệu đây là em Hiền, 32 tuổi. Thì em bán vé số thì trước đây thì em cũng có bán ở bên Cồn Tuyết. Thì những cái lúc hồi đó mình nhận quà là bên mình nhận quà bên kênh của dạ, bé Tuyền thôi. Dạ đúng rồi. À là chị đó kêu qua cho em gạo. À dạ, vậy hả? Là mình bán vé số này là lâu chưa? Dạ em bán hôm nay nữa là 3 năm. À 3 năm. Dạ. Quê của mình là ở đâu? Dạ em ở Tri Tôn, An Giang. Tri Tôn, An Giang. Dạ. Rồi hiện tại là mình đang ở trọ nào? Dạ em ở trọ Bình Phát Lợi, ở cổng chính khu công nghiệp Bình Hoàng. À rồi mình bệnh nó là bao lâu rồi? Dạ em bệnh lâu rồi, nhưng mà có tầm một tuần nay là em mệt, em buôn bán không nổi, em nằm ở nhà không à. Rồi mấy người ở xung quanh đó người ta thấy gì, người ta mới cho tiền đi khám. Ừ. Em cũng nghĩ là em bị tim. Rồi lúc đầu thì người ta cho đủ tiền cho 1 triệu đi khám tim. Rồi khám tim ra thì biết là hở quanh tim 3 lá với hở quanh động mạch chủ. Với ừ, có chụp siêu âm là bác sĩ nói là mấy cái khối u này là của em nó cũng ngay ngực và nó cũng di căn xuống bụng. Bác sĩ kêu em là đi xét nghiệm tế bào ung thư xem lành tính hay là ác tính. Bữa hổm thì em không có tiền, với lại nào giờ bán số có dư được nhiêu, em cũng lo bệnh uống thuốc trong cái thời gian qua nên em không còn khả năng nữa. Em mới đi qua bên 8 là xin 8 hỗ trợ cho em cái bảo hiểm để cho em đi khám, với em đi bán số móc tiền đi khám. Cũng nhờ 8 xin Mạnh Thường Quân có hỗ trợ em, giúp em được tiền để em đi khám bệnh trị bệnh nhé. Rồi xong tuần qua thì mọi người ở xung quanh đó thấy em mệt với lại bệnh nhiều quá, không có khả năng đi bán, nên người ta cũng có góp cho em được thêm 1,3 triệu nữa. Là cái chị ở bên An Phú á, là góp 1,3 triệu với trong nhà chị cho em cũng được vài trăm ngàn nữa. Nói chung là bên chị đó cũng giúp cho em cũng được 2 triệu, cũng cỡ 2 triệu để em đi uống thuốc với đi khám tiếp tục ở bệnh viện Hạnh Phúc. Nhưng mà khám ở bệnh viện Hạnh Phúc thì cái tiền xét nghiệm tế bào ung thư á, là nó cao quá, chi phí nó cao quá, em không có đủ nên em chỉ khám cái gói vừa đủ cái số tiền của em thôi. Bác sĩ cũng nói là một bên thì em bị khối u, một bên đây thì em bị bú sợi tiếng vú, nhưng mà tất cả đều là lành tính hết thì em cũng mừng. Lành tính em cũng mừng nên về. Rồi cũng có cái người bên kia là cũng hỗ trợ em tiền để em lấy số, em tiếp tục buôn bán lại để mà móc tiền để lo bệnh tiếp tục. À, cũng như mình tự móc tiền mình tự dạ, điều trị luôn ha. Dạ. À, là cái đợt sau này mình khám là làm là nó làm tính đấy ha. Dạ. Là thêm ở đây cái có ở đây để là theo dõi bú sợi tuyến dạ, vú. Cái khối u đó thì lành tính thì người ta nói là em nên đi xét nghiệm ung thư. Bên đó xét nghiệm ung thư em có hỏi là cái số tiền nó nhiều quá. Bao nhiêu? Em, bao nhiêu? Nó tới 10 mấy lần. 10 mấy triệu hả? Dạ. Nên em không có đủ khả năng. Em hỏi ở trong bác sĩ đó nên em không có đủ khả năng, nhưng mà bác sĩ cũng nói, cũng khám cho em, cũng có bác sĩ là giúp đỡ cho em. Nói là bây giờ nó cũng lành tính rồi, cũng không có đến đổi đâu. Thì em cũng nghĩ là lành tính, em cũng mừng, em cũng về uống xin thuốc nam uống hôm qua với bữa nay rồi. Em cũng gắng, vẫn còn mệt, vẫn còn khó thở, mệt hoài, nó muốn mệt là nó mệt à. Mà em cũng cố gắng đi bán số để mót có tiền xoay sở, có tiền mua thuốc uống. Cái này là mình chỉ siêu âm thôi nha, kết quả này là siêu âm. Dạ á, đúng rồi, là siêu âm đó. Nó chỉ siêu âm thôi chứ dạ, còn mình lấy cái tế bào để mình dạ, ung thư là nó chưa dạ, có kết quả đó đúng không? Đúng rồi. Tại vì em không có đủ kinh phí á. Nên em chỉ nghe bác sĩ nói là lành tính, em cũng mừng. Lành tính em cũng chưa biết thì em mong là tới ngày cái 8 có mua bảo hiểm cho em rồi đó, em gán bán đây móc tiền để đó có bảo hiểm thì em đi khám luôn. Có bảo hiểm thì nó ít tiền hơn, nó đỡ tiền ra hơn, bởi vì em cố gắng em đi bán vé số em móc tiền thêm nữa. Bảo hiểm là tới tháng sau mới có. Dạ đúng rồi. À. Thì bởi vì trong tháng này em gắng uống thuốc nam với điều bán số có mệt thì em nghĩ bữa nào em mệt quá thì em lấy ít lại. Ừ. Em lấy ít lại em bán để em có tiền. Cũng nói chung là của em thì tại em cũng còn sức khỏe nhưng mà nhiều khi nó mệt thôi, chứ cái ngày nó không mệt thì em cũng khỏe, em cũng có thể đi bán kiếm tiền rồi mót đồ. Mình đi bán là đi chiếc xe đạp đó đó hả? Dạ, xe đạp đó là của, xe đạp kìa nó, của chủ trọ mượn cho mượn. À, chủ nhà trọ cho mượn. Dạ, chủ nhà trọ cho mượn. Chứ mình chưa có xe đạp luôn. Dạ không. À. Có lúc đó em có đi làm có dư. Em có mót mua được chiếc xe Honda. Xong rồi em bị xe đụng gãy tay nên em bán chiếc xe đó, em lo đây. Ừ. Rồi bây giờ đó thì lúc trước đó là em nói với Tám đó là ba mẹ em mất hả? Dạ, ba mẹ em là con sinh, rồi ba mẹ nuôi mất rồi nên em không có nhà cửa không gì hết. Biết ba mẹ ruột ở đâu không? Dạ không. Không biết hả? Cũng như ba mẹ ruột bỏ mình. Dạ. Rồi mình mới được người nhận nuôi. Dạ đúng. À, rồi ba mẹ nuôi mất luôn. Dạ đúng. Rồi còn ai người thân đó không? Dạ không, là thì cha mẹ nuôi người ta có con của người ta nhưng mình con người ta nói là em không phải con ruột nên người ta không có nhận. À, cho nên người ta không có cho mình ở đó nữa. Dạ, với lại em cũng nghĩ là lúc đó em chưa phát bệnh, em nghĩ em còn sức khỏe thôi, em cũng không có dành làm gì, em tự đi bươn chải, em đi làm, em tự nuôi bản thân. Là mấy chục năm nay là em đi từ Đắk Lắk, Sài Gòn, em đi chỗ nào em cảm thấy làm ăn được thì em đi, nhưng mà cái thời gian này em thấy cái trong mình em nó yếu quá, nó bệnh quá rồi, em sợ ở xứ xa rồi làm rồi có mắc này kia, em cũng không có muốn xa quê và em mới quyết định em về đây em làm. Được không? Có mắc thì mắc ở đây, ở quê nhà luôn. À. Hôm bữa mình mệt đó là chủ nhà trọ vô gõ cửa hả? Dạ đúng rồi. Nằm gõ cửa rồi chủ nhà trọ nói là ngủ thì ngủ, mở cửa ra đi để bà vô bà dòm. À, có gì bà dòm ngó ha. À. Tại người ta cũng sợ mình này kia, thấy cũng xanh xao với bệnh. Ừ. Người ta cũng nói gì em thì cũng không có dám cho hay là mình bệnh, sợ người ta sợ là mình chết bất tử, người ta đuổi nữa, ta sợ liên lụy người ta đấy. Đó, ha. À, rồi tiền trọ đó là mình đóng như thế nào, mình thuê làm sao? Dạ, tiền trọ đó là mấy cái chủ trọ khác đó, là em vô ở là phải đóng tiền trước mà em không có khả năng đóng tiền trước, nhờ cái chủ trọ đó thương tình cũng cho em đóng ngày 30.000 vậy, là tới tháng là em đủ tiền có dư thì người ta trả lại cho mình, còn không dư như thiếu vài chục ngàn thì mình bù vô. Ừ. Vậy là cũng như ngày là mình nạp ra là 30.000. Ừ, em mệt là thế vậy? Dạ em mệt. Được không? Mệt qua nay rồi. Vậy hả? Dạ. Không mấy thì mình vô võng mình ngồi ha, vô võng mình nằm. Dạ không sao. Vậy hả? Không sao. Gán chút có được không? Dạ được. Được hả? Thì cái Tám cũng có chụp cái hồ sơ bệnh của em đó, rồi gửi qua Mạnh Thường Quân, thì Mạnh Thường Quân cũng giúp em là mua được cái bảo hiểm ha. Dạ. Rồi với có gửi cho em thêm 2 triệu để mình coi lấy thuốc men gì mình uống ha. Dạ, nhớ cảm ơn. Nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Dạ, còn cảm ơn Mạnh Thường Quân. Có Mạnh Thường Quân nào mà hỗ trợ thêm cái chi phí để cho mình xét nghiệm bên cái tế bào mà ung thư đó. Dạ. Thì Tám sẽ cho hay ha. Dạ. Thì trước mắt là mình nghỉ ngơi, hạn chế bán đi nhiều ha. Nắng quá thì mình nghỉ mệt nha. Dạ, em mới về uống thuốc rồi mới nằm nghỉ. Mệt quá nằm rồi là Tám điện. À, mình vừa uống thuốc tây với thuốc nam luôn hả? Dạ, sáng em uống thuốc này, thuốc bác sĩ cho. À chiều thì uống thuốc nam. Trong trọ cũng không có gì để nấu rồi, với lại em cũng không có biết nấu nam nên nó khét, mình mua cái siêu đi bán đó. Tại em chưa, cũng có người nói là em chưa có tiền nên em chưa mua được. Rồi cái bà dì kia bà nấu giùm em. Dạ, bà thương rồi bà nấu cho em rồi. Xong rồi vô cái chai rồi em đi bán, em đem theo em uống. À, vậy đó hả? Dạ. À. Đây thì cái viên thấy không anh không? Để gì thấy không? Cái viên này nó có khối u nè, bên trái hay phải cái vú phải ở đây, dưới ở dưới bụng này. À, dưới trong bụng, bây giờ nó di căn xuống trong bụng luôn hả? Dạ. Rồi nó làm cái ruột em bị phì ra. Vậy đó hả? Dạ. Đây là cái phim chụp hình Lê Thị Hiền, trong đây để 31 tuổi. Dạ. Ừ. Còn siêu âm bây giờ em nói luôn đi, em nói là em bị gì cơ bác sĩ nói á. Dạ, bác sĩ nói giờ bệnh của em là là trong đây nếu mà khám hết tổng quát luôn, tiền khám hết tổng quát luôn, tất cả luôn là 2,5 triệu, xét nghiệm minh ung thư là mười mấy triệu. Nhưng mà bác sĩ khám sơ sơ cho em thôi, bác sĩ khám là nói là em bị hở quanh tim ba lá, hở quanh động mạch chủ, thận có sỏi, ruột thì bị phù là do khối u nó di căn xuống, ngực bên đây thì nó bị khối u, bên đây thì nó bị bú sợi tiếng vú, em bị hạ đường huyết. Đó, gì? Dạ thì cái kết quả bệnh án thì Tiết chỉ chụp lại thôi, còn Mạnh Thường Quân yêu cầu thì Tiết sẽ gửi riêng nha quý bà cô chú. Tại bây giờ cái kênh Tiết không có đăng cái thông tin cá nhân, giấy tờ đồ, nó trong đây có số căn cước rồi nè, rồi cho nên là Tiết không có quay cái này được. Lúc trước thì kênh Tiết cũng nó có bị hết một lần rồi, cho nên là bây giờ Tiết chỉ chụp hình thôi, rồi Tiết gửi riêng cho Mạnh Thường Quân thôi. Vậy là bây giờ trước mắt thì mình ấy ha, mình bây giờ mình vừa thuốc nam vừa thuốc tây đi ha cưng. Dạ. Rồi để coi coi Mạnh Thường Quân có giúp thêm á thì chị cho hay. Rồi có gì mình dựa vô vách đi cưng. Dạ. Ngồi bắt ghế dựa vô vách đi. Thì em Hiền này thì sống có một mình nè em ngồi dựa vô đây cho tắm cái đi. Dạ. Dựa vô cái cây này đi. Em sống có một mình cho nên là nó trở ngại cái là không có ai chăm sóc. Này là sự yếu lý lịch mình lúc trước mình đi làm hả? Dạ, lúc trước em đi làm. À. Vậy. Mấy cái này để đi chút Tám chụp, giờ Tám gửi tiền trước đi với Tám nói. Thì hôm bữa đợi em tí chị. Thì hôm bữa đó thì Tám cũng có gửi cái hồ sơ bệnh đó cho Mạnh Thường Quân, thì Mạnh Thường Quân cũng có hỗ trợ cái bảo hiểm. Thì trong đây thì Tiết xin nhắc lại đó là trước ngày 1 tháng 7 2024 mua bảo hiểm một người là giá đó là 972 ngàn. Còn sau ngày 1 tháng 7 2024 là 1.263.000. Mà lúc đó thì con mua cho em Hiền đó là sau ngày 1 tây nha cô. Cho nên là bảo hiểm của em Hiền đó là 1.264.600 đồng. Mà con chuyển là cái như 1.264 đó. 1.264 là cái cô này bên Đức mà giấu tên nha em ơi. Dạ. Thì là cái bảo hiểm thì Tám chuyển tiền rồi, thì khi nào mà bảo hiểm họ giao đó. Dạ. Họ nói là 1 tây tháng 8 là có bảo hiểm thì Tám sẽ điện gửi cho em ha. Dạ. Rồi với cô gửi cho em thêm đó là 2 triệu để mình xây sở thuốc men ha. Dạ. 1 triệu em, 2 triệu. Rồi em giữ gìn sức khỏe nha. Rồi dạ. Kêu bằng cô đi. Dạ. Cảm ơn Tám, cảm ơn cô ở Vinh Đức, cảm ơn cô Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ con. Cảm ơn cô rất nhiều. Nói chung trong thời gian em bệnh thì cũng có nhiều Mạnh Thường Quân giúp đỡ, nhưng mà cũng chút đỉnh giờ nhờ cô giúp mua thêm cái bảo hiểm đó là thật sự rất mừng luôn. Có bảo hiểm em mừng lắm luôn. Có bảo hiểm rồi sau này em có đỡ sức khỏe là được đó. Em tự buôn bán, em tự lo, nó khám bệnh nó cũng nhẹ tiền. Nói chung là có bảo hiểm với số tiền cô giúp đỡ em mừng, thật sự mừng lắm luôn. Bữa là vừa nghe Tám mua bảo hiểm, cô giúp đỡ đưa tiền mua bảo hiểm cho, giờ em khóc mừng quá. Em cảm ơn cô Mạnh Thường Quân rất nhiều. Nhớ ăn uống đầy đủ nha cưng. Dạ. Dạ. Thì một lần nữa thì con cảm ơn cô rất là nhiều đã giúp cái bảo hiểm và với cái tiền thuốc men cho em Hiền. Và con chân thành cảm ơn cô, chúc cô thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong công việc và có nhiều niềm vui trong cuộc sống nha cô. Và cuối clip và cho Tiết gửi lời chúc sức khỏe đến quý bà cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều đã luôn ủng hộ và yêu mến kênh của Tiết. Dạ Tiết xin chào và hẹn gặp lại trong clip sau. Bye bye.